Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên cũng đã tổ chức hội thi nhãn ngon tỉnh Hưng Yên năm 2020. Tham dự có 55 sản phẩm nhãn của 30 hộ sản xuất trang trại nhà vườn trong tỉnh. Các sản phẩm dự thi gồm các giống nhãn cùi, nhãn đường phèn là những giống nhãn ngon có chất lượng quả tốt, có hình dạng cân đối, màu sắc đẹp, có sự đồng đều quả, không nhiễm sâu bệnh hại. Các sản phẩm dự thi được ban tổ chức đánh mã số, không công khai tác giả để đảm bảo tính khách quan. Kết quả giải nhất thuộc về nhãn của gia đình ông Bùi Văn Thừa, thôn Đễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Giải nhì thuộc về nhãn của gia đình ông Đỗ Đức Kha, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi. Và hai giải ba thuộc về nhãn của gia đình ông Đặng Văn Liêm, thôn Điện Biên, thành phố Hưng Yên. Và ông Nguyễn Văn Thế, xã Hàm Tử, huyện Khói Châu. Hội thi nhãn ngon tỉnh Hưng Yên năm 2020 nhằm mục đích tôn vinh những người nông dân trồng nhãn, chọn lựa được những sản phẩm nhãn ngon, ưu tú. Qua cái hội thi này cho các hộ nông dân, các chủ trang trại, nhà vườn có sự kết nối, chia sẻ kinh nghiệm trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng và thâm canh chăm sóc nhãn, giới thiệu những cái sản phẩm nhãn ngon đặc sắc của tỉnh Hưng Yên.